Chiều nay, cụm thi đua số 3 gồm Sở Ngoại vụ 9 tỉnh, thành phố, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung phát động phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao và của mỗi địa phương, các đơn vị trong cụm đã tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, có nội dung, tiêu chí, đánh giá, bình xét rõ ràng, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần làm việc hăng hái tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Sau tháng cuối năm, cụm thi đua số 3 sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đối ngoại, gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm. Qua đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới trên tinh thần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị hợp tác với các đối tác quốc tế trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa và các lĩnh vực khác